này lên núi mà đen luôn. Chị kêu nó ra chi nữa vậy? Ai bắt cóc mày? Nó diễn nó giả diễn như đồ cá nhân mày đâu? Cặp theo. Cặp lại đây. Lắc luôn. Nói chuyện ba mày lần cuối đi, lần này không gọi điện nữa. Nói chuyện lần cuối đi. Nói chuyện lần cuối đi, lần này không nói chuyện nữa. Vô công an không nói chuyện, hiện đang nghiêm túc không cười. Vô công an không nghe cho mày gọi. Tao nhân đạo. Nói chuyện đi. Thì nhà cha cũng gán giúp con xíu rồi con cũng đi làm lại. Không biết từ đâu. Không phải là khắc phục một cái luôn, nhưng mà cho phải góp từng ít cũng mới gán giúp con miếng, tại vì mình con. Rồi, lần thứ hai, con biết lần thứ hai. Thì con bây giờ con làm thì con tự chịu. Đúng rồi, giờ. Chung là giờ cha cũng gán điện với giúp, nói chung con cũng nhờ, nói chung giờ con nhắn thì gọi được mình anh cha thôi. Giờ con nhắn là mọi người giúp ít, chịu mà chịu thôi. Họ tên của em là gì? Lâm Hoàng Tiện. Sinh năm mấy? 22 tháng 1. Quê quán ở đâu? Lớp 4, Giá Gai, Bạc Liêu. Đi mấy khóa rồi? Một khóa. Tội gì? Tội trộm cướp tài sản. Rồi lần này anh em tóm mày này đúng hay sai? Đúng. Đúng người đúng tội chưa? Đúng người đúng tội. Tội gì? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sao mày giành luật vậy? Em mấy phá rồi? Một. Giờ rồi. Giờ đi phá này về câu luôn nghe. Đi lần này về tu này. Ờ. Xong rồi cho nó. Bây giờ là cái vụ việc nó thế này này. Mới đây là cách khoảng một tuần là có một em gái hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Là về đây nhờ anh em phải xin trường ghi hình để đăng tin là tìm một người bạn trai. Nhưng mà bạn trai nó rất lạ. Bạn trai lẽ là người yêu phải lo cho bạn gái người yêu của mình. Nhưng bạn trai thì em gái này về chia sẻ là em vì em quá thương anh ấy chuyện rất ngọt. Thì anh em xem hình thì thấy anh ta hình không bình thường. Sau đó thì anh em ta mới tìm hiểu thì mới biết được là thanh niên này hiện nay trước đây đi một khóa rồi. Đó thì anh em căn trong vòng một tuần này thì bây giờ hôm nay là hiện nay đã tóm được rồi. Thanh niên này rất đẹp trai. Anh ta đi từ kiếp từ Bình Dương đến thành phố Hồ Chí Minh két ngang đường kiếp được cái thanh niên rất đẹp trai. Bây giờ mày nói rõ lên. Bây giờ trình bày em họ tên đầy đủ là gì? Nơi lớn nhỏ to. Em Lâm Hồng Tiện sinh năm 2004, sinh ngày 22 tháng 1. Quê quán Bạc Liêu. Em có mấy tiền án rồi? Một tiền án. Về tội gì? Trộm. Về một tội trộm. Trộm đi. Trộm điện thoại. Đi khóa mấy năm? Đi khóa 2 năm. Hay ở đâu? 1 năm 6 tháng. Ở đâu? Ở đâu quá cũng kiếp gì nó không phải quên. Ở đâu? Được rồi. Được rồi. Bây giờ em yêu bé gái này là yêu thật hay yêu giả? Nhưng mà em yêu thật nhưng mà gì... Anh em hỏi em yêu thật hay yêu giả? Yêu thật. Yêu thật thì tại sao em lợi dụng người ta? Không có lợi dụng. Không lợi dụng tại sao mà bây giờ anh hỏi em này. Người ta thương em đúng không? Vâng. Người ta mua cho em chiếc Valio. Vâng. Đúng chưa? Đúng. Tại sao em lừa em bán mất xe của người ta xong rồi em lại dụ tiếp cái xe Vision của người ta? Lý do? Lý do là em ham chơi. Ham chơi, em chơi gì? Em nói chung là đi chơi thôi. Chơi gì? Đi chơi ngày nọ quận 1, nói chung là đi vòng vòng quận 1 chơi. Chơi gì mà có tiền hai chiếc xe vừa, bán hai xe vừa. Hai chiếc xe người ta đâu rồi? Đâu rồi. Em biết hai chiếc xe của người ta mua bao tiền không? Một chiếc ấy là mua tiền mặt là gần 50 triệu. Một chiếc là hơn 30 triệu. Hiện nay em sở hữu hai chiếc xe người ta hiện nay đang ở đâu? Một cái là Sài Gòn, một cái Bình Dương. Một cái Sài Gòn là địa chỉ mấy? Chỉ là 366 Nguyễn Văn Tăng. Em gửi hay là em bán? Em bán. Bán bao nhiêu tiền? 17 triệu. Là Valio đúng không? Đúng rồi. 17 triệu là Valio. Valio 17 triệu. Em bán là có giấy tờ không? Không.
em đưa em bán xe người ta là xe giấy tờ hay là xe không cần giấy tờ? Xe không giấy tờ. Và là không có cà vẹt đúng không? Đúng. Có biển số không có cà vẹt đúng không? Đúng. Là 17 triệu. Bây giờ là 15. 15 triệu. Rồi chiếc Vision màu trắng là 19. Vision thì sao là giá cao hơn à? Đúng rồi. Lý do? Thì có cà vẹt. À cà vẹt giá cao hơn. Thế là hai chiếc xe là gần 40 triệu tiền đâu hết rồi. Xài trong nói chung chiếc Vision em bán trước. Rồi bán là xài hết rồi xong rồi làm đúng tiếp rồi. Nữa đúng không? Đúng rồi. Thế là hiện nay em xài những cái gì? Dạ. Em xài những cái gì mà hết tiền rồi? Ở những ở khách sạn. Ở khách sạn? Tại sao em ngủ nhà trọ mà em ở khách sạn mới ở với ai? Chứ mà một mình em đi chơi. Chơi gì mà ở khách sạn? Chơi đá không? Không. Chơi chơi gì? 100% là không đá. Chơi chơi gì? Chúng mà em đi có nhậu có. Nhậu gì? Nhậu gì? Rượu. Rượu với gì? Thịt gì? Thịt tiêu với thịt lai hay thịt dê? Dê. Dê ở đâu? Ở quận 1. Mỗi một lần nhậu hết nhiêu tiền? Nhậu cũng khoảng tầm 2-3 triệu. Hả? 2-3 triệu. 2-3 triệu. Mày đẳng cấp hơn anh nhiều lần ấy mà nhậu lần 2-3 triệu. Mày được bao nhiêu ký? Tầm 4 mấy, gần 50 thôi. Mày 50 ký tao cho mày cái xe. Gần 4 mấy thôi, 4 mấy gần 50. Mày 50 ký bây giờ hứa với tất cả mọi người mày 50 ký tao cho mày chiếc xe hơn tỷ, tao cho mày tao đi bộ về. Không được. Sao tao mới được 4 năm mà mày 50. Thế bây giờ có khắc phục hậu quả được không? Được làm sao nó chuyển rõ ràng. Nhưng mà với số tiền thì hai chiếc xe có thể khắc phục hậu quả trong nhanh chóng. Nhanh chóng là bao nhiêu thời gian? Chung là tập gửi điện tầm một tuần đổ lại. Một tuần hả? Trong một giờ thôi là phải giải quyết rồi chứ là một tuần. Nếu một giờ thì gia đình sẽ đỡ cũng không kịp lắm nên cũng phải kéo dài thời gian. Không kịp thì bốc lịch. À. Chấp nhận bốc lịch không? Một là trả tiền, hai là bốc lịch khắc phục hậu quả trả người ta. À. Người ta thương yêu mình hết lòng hết mực đúng không? Mình nỡ lòng nào mình đi làm cho vậy. Em dụ bao nhiêu đứa như này rồi? Chưa. Chưa tại sao có kinh nghiệm dụ gái? Em tán gái này em dụ làm sao mà nó lại yêu em? Nói to lên. Em chỉ nói là yêu thôi. Em đầu tiên em dụ bằng cách nào mà nó quen em? Mà nó chấp nhận nó đẹp gái mà nó quen em? Lúc đầu như là mua trà sữa uống rồi. Em dụ mua trà sữa, trong trà sữa có bỏ gì vào không? Không. Rồi xong rồi trà sữa trong mấy lần trà sữa thì dụ được. Một lần trà sữa, một lần đi chơi. Rồi đi chơi ở đâu? Chơi ở viện quận 9 hay không? Em đi xem bằng xe gì em chở người ta? Ép đâu rồi? Kẹt đó thì nó nằm ở dưới khóa trước rồi. Là khóa trước hả? Ủa sao nãy lấy điện thoại trộm hội? Trước em ăn trộm gì? Trộm thổi. Thế giờ ép đâu rồi? Ép là nào? Đó là phương tiện ngang. Phương tiện ngang ép đâu rồi? Phải tịch thu cho công quỹ rồi. À tịch thu rồi, công quỹ nhà nước đúng không? Đúng. Rồi này đẳng cấp này. Thế bây giờ anh hỏi em dùng bao nhiêu ly trà sữa thì em cua được bé gái này? Nhưng không nhớ nhưng mà... Khoảng bao nhiêu ly? Khoảng tầm mấy chục. Mỗi lần dụ này là em nói chuyện ngon ngọt không? Em nói chuyện ngọt không? Chuyện cũng ngọt. Nói chuyện ngọt. À. Bây giờ em thử nói chuyện này, ví dụ anh là con gái, em nói chuyện sao cho anh ngọt để anh nghe nào. Anh nghe mát lòng mát dạ nào. Chung mà... Bây giờ anh là con gái, anh bây giờ là 18 tuổi này. Ừ. Bây giờ em dụ anh đi. Nói chung là em chỉ nói em thương thôi. Em thương. Thương nhưng mà bây giờ anh có gì anh nuôi em được không? Ừ. Anh nuôi em được không? Được. Anh mua vàng cho em được không? Không. Em bây giờ em thích xe. Ừ. Được không? Mua được không? Nhưng mà... Được không? Được thì em sẽ yêu anh. Lúc đó không ai nói gì. Thế thì tình yêu này là tình yêu này, mày tình yêu chim chuột. Tình yêu tiền. Mày tình yêu chim chuột, mày dụ người ta mấy ly trà sữa. Thế mấy ly trà sữa thì tiền đâu mua? Tiền lúc làm công ty mà. Công ty tại sao không làm nữa? Nhưng mà dù biến cố công việc lúc cũng có cái lon đó. Biến cố công việc cự lộn với ship mới nghỉ. Cự lộn à? Mình lính đi làm mướn mà này còn cự lộn à? Mày đòi làm cha người ta. Hả? Mày lính làm mướn rồi làm cha người ta. Ba mẹ mày hiện nay có biết là vụ việc là mày lấy xe của tao không? Ba mẹ tại sao mà không khuyên can để khắc phục hậu quả trả tiền người ta? Có khuyên. Ba mẹ có căn dặn là bây giờ khắc phục hậu quả và xin người ta nếu không là sẽ đi sao? Rồi bữa nay em mới nhắn tin lại, bữa nay em về bữa lâu mới biết chứ em không nói bữa lâu. Ủa rồi mày, mấy bữa nay mày nói mày đi ra đâu ở một bài Hư Mo bị bắt gì không? Để xác minh. Canh mày mấy ngày năm nay rồi? Cái chuyện mày nói mày bắt ở lần ở Long An qua hai là sao cả? Mày sao tao nghe biết rồi. Nói chung là Long An không có thật. Không có thật hay chưa? Thật không? Không. Được. Bây giờ là không có thật đúng không? Mày nó ốm lắm. Để cho nó hết đoạn đi rồi. Mỏng lắm. Ủa rồi cái chuyện mày nói mày bị bắt cóc tống tiền mà nó đâu sao cãi vậy ta? Nhắn tin hết rồi, chụp hình lại hết rồi. Có nhắn tin với mẹ. Ai bắt cóc mày? Không ai hết. Đó là bịa cho mẹ. Bịa đúng không? Bịa để chụp lại chiếc xe rồi. Em bịa bao nhiêu lần rồi? Một lần. Thế hôm bữa em tính lấy 30 triệu là để cho mục đích chính làm gì? Để chuộc chiếc xe lại đó. Chuộc chiếc xe nào? Hay lấy tiền chơi?
chụp cái admission lúc đó chỉ mới cầm mới cầm có 15 thôi. Xong mà cầm thêm nữa. Đó, mới cầm bán luôn mới được 17 đó. Mày bán đứt luôn. Đứt luôn. Bây giờ mày còn cái gì để bán không? À còn cái điện thoại đang xài. Cái điện thoại đang xài. Hả? Còn cái điện thoại đang xài. Điện thoại gì? Điện thoại Samsung. Chỉ giá bao tiền anh mua luôn. Rồi đằng nào vào trại thì cũng không không cần dùng điện thoại nữa. Anh mua luôn thì uống ly nước đã rồi anh xíu nữa để công an làm việc. Bây giờ một là mày gọi điện gia đình khắc phục hậu quả. Đúng không? Bây giờ anh hỏi lại em lần cuối, em yêu người ta như thế này là em sai hay em đúng? Sai. Em ý đồ của em là lợi dụng để lừa đảo người ta đúng không? Chứ không yêu đúng không? Chúng em yêu nhưng mà em yêu tại sao người ta đẹp gái, người ta ngon lành cảnh đào này, tại sao em cũng yêu thật, em tìm công an việc làm để em giúp người ta mà cuối cùng người ta phải mua xe cho em chiếm đoạt của người ta là sao? Mình sao lại làm vậy? Nhưng mà em cũng bị tù túng. Tù túng hả? Đói ăn vụng mà túng thì là bậy. Nhưng làm bậy để ăn cả người yêu luôn. Mày ngon đó. Anh mà quen thế này là anh bao từ ăn rét cơ nhưng mà giống mày đâu. Gái thì cái gái nhá. Anh thấy cũng mê mà. Đây mày để mất cả mày ăn cả xe này. Ăn cả xe trên này đè xe dưới luôn. Ăn cả mớ tiền đó. Thì sướng thì sướng. Bây giờ sao? Xin lỗi người ta đi. Nói chuyện to này, anh xin lỗi em. Nói chung là anh cũng nói to. Nói chung mà anh cũng xin lỗi em. Không cười. Em không cười. Nhìn vào đây. Nói chung là anh cũng xin lỗi em, thời gian qua cũng gạt em khá nhiều lần, em cũng bỏ qua. Nói chung anh cũng xin lỗi tất cả những gì mà thời gian qua đã giúp đỡ anh. Nói chung là lần này anh sai rồi. Nói to lên, trước mày tán sao mày nói chuyện như vậy? Nói chung là cũng không mong tha thứ nhiều, nói chung là anh cắt cuộc rồi bỏ qua cho anh thôi. Nếu em gái này tha thì các anh sẽ về luôn, ngay lập tức. Đấy mày tự mày khắc phục, mày nói chuyện sao em gái nghe được. Chung mà em không nói gì nhiều, em biết muốn. Không phải nói nhiều, bây giờ mày phải nói cho đủ ngôn từ. Em biết đó. Nói là thì nếu mà khắc phục không được á thì phải xin cho anh cơ hội gì đó. Anh làm rồi anh trả từ từ. Nếu mà không được á thì anh sẽ gán xin gia đình 1-2 tháng thì góp đủ xe mua lại để cho em làm thôi. Em biết người ta công nhân khổ sở mua được cái xe dành dụm đúng chưa? Đúng. Bây giờ mày lấy xe của người ta là người ta cụt chân luôn, mấy ngày nay là phải phụ thuộc gia đình đúng chưa? Đúng. Đó phải đi ăn trực ở nhà đó, giờ có xe mất rồi, mày ăn cả hai chiếc xe mày nướng vào game hết rồi, mày đi vào những cái chầu nhậu của mày hết rồi. Đấy xin lỗi người nào nói đàng lên cho người ta tha không? Chung là anh xin lỗi, anh biết sai rồi, những thứ gì qua anh làm là tất cả đều sai, nhưng mà em vẫn bỏ qua. Cái lần này em hơi quá đáng nên là em cũng khó tha thứ, mà không sao. Anh mong em là sau sự cố lần này thì cho anh cơ hội khắc phục lại hậu quả cho em, em có xe làm thôi. Anh sẽ yêu em nhiều hơn, anh sẽ thương em nhiều hơn, nay mai em mua SH cho anh chạy. Nói chung là em cũng không hy vọng là sẽ tha thứ quay lại, nhưng mà chắc chắn cho em một cơ hội để làm lại được rồi. Bây giờ em gái sao, tha không? Nói to lên. Không. Em như thanh niên này như này bây giờ cho đi bóc lịch được không? Được. Được không? Được. Nhưng mà thanh niên nó có cắn hàng không? Ăn hàng không? Nó có chơi hàng không? Không biết, cái đó là chuyện của nó. Em có thấy chơi hàng bao giờ không? Không. Mà sao em lại yêu dữ vậy? Được. Sao lúc đầu kêu bằng anh giờ kêu nó là sao? Thôi đằng nào vậy, lúc mà lúc trước là mình đến với nhau bằng được tình cảm ngọt ngào. Bây giờ mình cũng nói chuyện ngọt ngào đi em. Được. Bây giờ em có tha không? Không. Bây giờ ý em sao? Tha tại đậu chỗ thì anh về luôn, các anh em này về luôn, tha không? Tha cho người ta cơ hội lần đầu cũng như lần cuối đi, tha không? Tha. 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 Anh gọi cho gia đình để trả lời cái số tiền mà hai chiếc xe đó thì đó. Người ta cho cơ hội rồi. Đó bây giờ tha đúng không? Bây giờ là em gọi điện đi, anh Hải đưa máy cho nó gọi điện cho ba mẹ nó. Mở loa ngoài lên. Đấy tự mày gọi điện, mở loa ngoài tao nghe hợp lý. Máy hết tiền rồi. Máy hết tiền hả? Đúng rồi, máy hết tiền. Rồi bấm anh cho anh Hải cho mượn máy kia. Chụp máy 0816. Đọc to lên, đọc cả thứ cho nghe. Mạng gì? Vina. Không mấy. 0816. Đẹp dai. 0816. 07. 05 không nào đẹp ra thiệt. Học cấm 1 là chuyện bạn nào? Vina. Vina. Rồi, còn số khác không? Còn Zalo. Zalo gọi đi. Đi đi. Bơm cho tí mạng, có mạng không? Có. Gọi đi. Mở ra ngoài. Mở bằng hình camera luôn. Nó chuẩn. Nói chuyện nó thực tế. Này sướng được, sướng được tiền. Quá sướng, số mày số hưởng mà mới được. Đúng không?
anh em công nhận không? Đúng. Số này hưởng không biết hưởng. Con người ta đẹp này, ngon lành cảnh đào này mà mày không biết hưởng. Có khi nào chặn số thì người nhà chặn số mày không? Không. Không thì hồi nghe chưa? Nè, không có mạng nè. Là ai không có mạng? Mẹ, con cha nữa. Cha đi, gọi cha đi. Số cha mấy? Mẹ lên. Không người ta gọi công an rồi. Rồi, đổ chuông rồi. Nói to, rõ ràng. Con đỡ sai lầm là hãy cứu con một lần. Để cho con cô tu tỉnh, trở thành người tốt. Rồi, nghe rồi đấy. Alo chơi. Ngửa mặt đấy mới nhìn được. Máy gì hết pin luôn hả? Đi cô bay. Máy ngon quá mà. Nghe em chưa? Thì mấy anh đây á cũng lại nói con là thì cố gắng khắc phục hậu quả với bé Lon á, thì không bốc lịch. Bây giờ này nè. Alo. Alo. Bây giờ anh em chúng tôi là hiệp sĩ Bình Dương đây. Ở sang Thủ Đức bây giờ là tóm được con anh rồi. Bây giờ con anh lợi dụng mà là chiếm đoạt người ta hai chiếc xe. Bây giờ trị giá khoảng trên dưới 80 triệu. Bây giờ một là anh hoặc gia đình anh tự khắc phục cho nó thì anh em sẽ bỏ qua, còn nếu không khắc phục được ấy, thì bây giờ anh em sẽ gọi công an đến. Bây giờ ý anh em sao? Ý mình làm sao? Alo. Hả? Anh có số điện thoại không? Gọi bằng số đi. Gọi bằng số điện thoại đi. Mày à ơi giàu rồi. Gia đình mẹ ba mẹ buôn bán nghề gì? Em là công nhân. Ôi giời, công nhân thì đi xa. Đại Đông Hòa đi xa. Hôm qua đi xa. Hôm qua là thanh niên cái 25 tuổi. Hấp diêm. Mà em gái có 13 tuổi à. Rồi đi rồi. Chắc khoảng chục cuốn rồi à. Chắc khoảng vậy. Nhưng mà em lại tuổi khác. Thằng em trai này tuổi khác. Sao mày trước khi mày thực hiện thì mày không sợ? Mày không sợ có ngày các anh em tóm được à? Có chứ, bữa nay gọi chưa? Nhắn số rồi. Nhắn cho ai? Nhắn cho cha. Em gửi số rồi. Nhắn thoại á. Nó lè tóc mày lên. Cha ơi, gửi số điện thoại cho qua cho con nha. Còn số điện thoại gọi Zalo dọc quá. Trước mày bị bắt đây là cha mày có thăm nuôi không? Có mẹ. Mẹ thăm nuôi à? Mỗi lần thăm nuôi mẹ có dặn gì không? Gắn chấp hành tốt về. Rồi về là làm gì nữa? Về gắn cải tạo lại làm người tốt. Rồi thế sao? Tại sao không tốt mà bây giờ lại xấu tồi tệ thế này? Nhưng mà những bước tiền công á, sai lầm. Sai lầm gì mà sai lầm? Kèo thơm thế lấy mà mình sai lầm. Em ghé đẹp nữa. Lấy mà sai lầm. Đẹp sướng thì chết. Mình hình dung là mình đã xấu trai rồi. Đúng chưa? Có gì kia nữa. Mình xấu trai rồi, trông như con ngoé. Đúng chưa? Không nhận không? Mình được nói chuyện ngọt thôi. Mà mình là yêu mà cái kiểu này thì ai chấp nhận được. Thôi bây giờ nếu không khắc phục thì đi. Anh em gọi công an. Mày gọi nhanh có số chưa? Lẹ lên tóc hành, người ta còn đi ăn cơm. Công an còn nghỉ chưa? Đang sòng tin. Sòng tin thì lâu vậy. Dung tay không chung. Dung cái gì mà dung? Mày đi khóa rồi có gì mà dung? Mày băng đỏ làm sao mà qua anh được? Hồi này cánh đá này nè. Mày đang áo mà. Trăm tết không mày đá. Đẳng cấp đấy. Cháu đi khóa rồi nó phải là khác. Có cái hàm răng. Nghe răng nào? Do siết thôi. Siết nè. Siết là trước mày cánh đá như siết gì? Anh Hải lấy số đi. Dùm số mấy? 0941. Điện chơi. Ba ba. Rồi. 059. 518. Mày không khắc phục là cho mày đi xa luôn. Mày thấy cả. Má mày nhận mày không ra rồi. Hỏi to lên. Alo. Alo. Nói chung là mấy anh nói vậy, hai chiếc xe là trên dưới 80 triệu đúng không? Thì cha gắng lo cho con này. Con được ở ngoài. Hai phần nào, hai phần đó thì cũng gắng khắc phục cho bé Lon mua được chiếc xe thôi. Cho cha lấy gì? Bây giờ cha lo à? Không, bây giờ cha phải cố gắng khắc phục đấy bao nhiêu cũng được.
Bây giờ cha không có cái gì mà để cha lo hết trơn á. Cha giờ không có cái gì mà để cha lo hết trơn. Mày làm bây giờ mày tự chịu. Ừ, sao mình không cứu nó? Sao cứu nó? Mà sao không cứu nó? Kỳ này nó ở lâu à, kỳ nó ở 7 năm à. Thì bây giờ nó ở bao nhiêu thì nó ở chứ tôi phải chịu rồi. Giờ tôi thay mà ta trắng giờ tôi cũng đi bằng hồ rồi. Ừ. Ngày giờ là nó bây giờ nó làm chẳng gì đó, thì tự nó làm, tự nó tự chịu đi. Anh có mấy người con? Mấy người con? Có người, hai người con à. Hai người con thì cứu nó đi, cứu nó vé đi. Bây giờ tôi có tiền đâu mà để cứu nó. Thế không cứu em cứu vậy nha. Hả? Không cứu đi em cứu cho. Con mình mà sống thương nó có gì thì kia không? Được chưa? Tối nay trộm được quan tay rồi. Bây giờ là mình không khắc phục được đúng không? Đúng rồi đó, bây giờ tôi là không có gì. Ừ, biết sao anh? Ừ. Anh nè, em giờ cũng đi thằng mướn nữa. Anh em ở đây cũng nhân đạo thôi. Bây giờ mọi chuyện nó lỡ rồi, nó xài hết rồi. Nó ăn nhậu bữa mấy triệu cơ, nó xài hết tiền của người ta rồi, bán xe xài hết rồi. Mới có bà lớn mà nó làm ăn kiểu đó nè, mới có hai bà lớn tuổi thôi mà nói nó hoài nó không nghe. Nó sinh 2004 hả? 2004 hả? Tè nó 3. Tè 3 21. 21 tuổi. 21. Vậy mình nói 2003 2004. Ồ vậy mà đã đi một khóa về rồi. Rồi nó đi một khóa. Thôi khóa là đi về chắc 30 tuổi á. Khóa là đi về 30 tuổi. Cho nó phá này, cho nó đi phá này gì nó câu luôn. Cho nó biết cái gì đó. Đấy. Bây giờ tôi không có biết đường nó rồi. Nhưng mà tướng nó ốm yếu là liệu nó đi, liệu nó về nó có thọ được không? Thì bây giờ nó làm sao vậy nó làm chứ bây giờ gia đình tôi giờ không có gì đâu. Tôi cũng mà hai bàn tay trắng thì tôi bị. Đấy bây giờ này là anh em cũng thông báo, gửi thông điệp gia đình mình là cũng cho gia đình mình cơ hội chứ không có ép buộc nha. Đúng rồi. Đó, lấy mai này bỏ cái anh em này làm khó, anh em không khó nha. Không có, em không nói gì đó, em bây giờ không có cái gì để cứu nó nữa đâu. Bây giờ nói mình... làm thì nói giờ hết tiểu chứ giờ em hết đường rồi. Vậy là không cứu được đúng không? Dạ đúng rồi, em giờ em hết đường đó rồi. Thôi bây giờ mày nói chuyện với ba mày lần cuối đi, lần này không gọi điện nữa. Nói chuyện lần cuối đi. Nói chuyện lần cuối đi, lần này cũng nói chuyện với vô ngoan, cũng nói chuyện thiệt là nghiêm túc, không cười. Vô ngoan thôi nha, cho mày gọi. Tao nhân đạo, nói chuyện đi. Thì nhà cha cũng gắng giúp con một xíu, rồi con cũng đi làm lại. Làm cái đầu. Không phải là khắc phục một cái luôn, mà cho phải góp từng ít, cũng mới gắng giúp con miếng. Tại vì mình con... lần thứ hai, con biết lần thứ hai. Đúng rồi, giờ. Chung là giờ cha cũng gán điện với giúp, nói chung con cũng nhờ, nói chung giờ con nhắn gì gọi được mình lên cha thôi. Giờ con nhắn là mọi người giúp ít, chịu mà chịu thôi. Anh em tự Bình Dương lên đi kiếm nó nè, kiếm nó mấy ngày nay kiếm bằng tuần này rồi. Nó xài hết tiền của người ta rồi. Bán hai chiếc xe xài hết tiền là 40 triệu, xài hết tiền của người ta rồi. Sao mày không sợ em? Tao ba mà nhắc nhở sao không sợ? Sợ chứ. Sợ mà sao lại thực hiện? Chung là... Bây giờ... Đấy. Sợ không? Có. Mày nói cái miệng này không à? Nó to lên, ngồi thẳng người nó to lên. Chung là sợ mới hổng mới bịa ra cái chuyện mà... Ngồi thẳng người nó to lên. 30 triệu để chuột chiếc xe bé lon về đó nhưng mà không được. Thôi gì nó cắm gỗ đi. Thôi bây giờ nè. Bây. Thôi bây giờ anh em qua công an có cứu không? Không cứu được có đuôi dục ngoan. Thì bây giờ mấy anh đi tôi phải chịu giờ tôi hết chịu công an rồi. Rồi chào anh chào công an. Bây giờ ý em sao? Bây giờ ba nó này không cứu rồi. Bây giờ xe thì mất rồi. Bây giờ mày tới chỗ đó mày lấy lại cái số xe, cái xe được không? Lấy một lần không được. Lấy chưa? Chưa. Làm một lần không được là sao? Phải có tiền. Giống như giờ bán nó mua bảy. Người ta mua xe ăn cắp. Nghe chưa? Vâng. Xe không giấy tờ là xe ăn cắp. Vâng. Tài sản do người khác phạm tội mà có. Ừ. Trước khi người ta mua người ta có biết đâu xe mày không giấy tờ không?
Nói chung là em nói có. Có nhưng mà sao không có là sao? Nói chung là em nói người ta là có giấy tờ. Rồi giấy tờ về sau đâu, giấy tờ đâu? Người ta thu xe trước, em chụp giấy tờ sau mà lúc đấy không gửi, tại không có. Vậy là mày quen, mày bán cho đi mấy lần rồi? Chưa bán lần nào. Địa chỉ mấy? Bây giờ mày gọi điện cho cái ông chuộc xe đi. Ông mày gọi điện đi. Thôi chụp xe nãy sao? Ừ. Không được. Nó kêu thôi đừng qua để chưa đi. Mà ở đang ở đâu? Bình Dương. Bình Dương gì? Chỗ nào? Chỗ mày không nhớ địa chỉ nữa. Chỗ bên Đông Đức. Hả? Em muốn nhớ địa chỉ nữa. Không nhớ hả? Kì vậy? Bây giờ không nhớ là anh sẽ gọi công an. Bây giờ gọi công an này hả? Cho công an làm việc. Gì? Cho công an làm việc. Giao đi. Cho công an làm việc. Chứ chưa được. Cho công an làm việc đi. Chứ bây giờ là nó thằng này nó nhây lắm. Thằng này nó đi khóa rồi là cũng nó không có. Thôi. Nó nhây lắm. Nhá, bây giờ không đi. Bây giờ anh em gọi công an. Rồi em gọi công an đi. Lấy điện thoại cho em xin số điện thoại công an phường này. Em bắt máy bay lên, bật cái động máy bay lên. Trời ơi. Đi thằng này là xa đấy em ạ. Bây giờ anh hỏi là xe, hai chiếc xe là biển số gì? Xe gì? Một chiếc Vario màu trắng hồng. Biển số mấy? Số em không nhớ. Bán bao nhiêu tiền? 15. Rồi, cái còn chiếc Vision? 19. Biển số mấy? Không nhớ, tại xe đó của bạn gái em. Của bạn gái đúng không? Dạ. Bán bao nhiêu tiền? 19. Số tiền ấy còn không? Hết rồi. Hết rồi, hôm nay em hết rồi trong người mà hai cái xe mà mới lấy đây mà bán trong vòng 40 triệu mà mới xài đây mà hết được tiền đấy hả? Không, chiếc Vario là bán trước đó rồi. Đã ăn hết rồi. Đúng rồi. Xong bè gạt tiếp chiếc Vision. Không có gạt mà bữa đó là lấy xe đó hai người sống như là sống thử trong nhà vậy thôi. Thử mày được thử này này có ngon không? Hàng ngon không? Ngon. Ngon. Mày thử ngon không? Nó ngon này. Ngon sướng chứ tao thấy phải. Tay phải chết này. Chứ sao mày không giữ? Có được người có bè bạn gái đẹp không chịu giữ. Bây giờ anh em sẽ đăng lên mày lên. Cái thứ nhất ấy, để cho mọi người cảnh giác. Cái thứ hai xem còn ai bị mày cả không. Được không? Được. Ok chưa? Đồng ý không? Ok, đồng ý. Đồng ý nhá. Đồng ý. Anh em đăng lên để xem có ai gạt mày, của mày còn gạt được ai không? Đúng rồi, mày cái này chứ nó này có báo cáo rồi. Ok. Nhá. Ok nhá. Đó, mày có đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Cái này anh em đăng hết lên mạng á, mày đồng ý không? Đồng ý. Họ tên của em là gì? Lâm Hoàng Tiện. Sinh năm mấy? 22 tháng 1. Quê quán ở đâu? Lê Tư. Giá ga Bạc Liêu. Đi mấy khóa rồi? Một khóa. Tội gì? Tội trộm cướp tài sản. Rồi lần này anh em tóm mày này đúng hay sai? Đúng. Đúng người đúng tội chưa? Đúng người đúng tội. Tội gì? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sao mày giành nốt vậy? Em mấy khóa rồi? Một. Giờ rồi. Giờ đi khóa này về câu luôn nghe. Đi lần này về tu này. Ờ. Đi khóa này về câu luôn. Mày lên đúng và đen luôn. Kêu nó ra chi nữa vậy? Ai bắt cóc mày? Ai bắt cóc mày? Nó dịch, nó giả. Ngồi cá nhân mày đâu? Cặp theo. Cặp lại đưa đây. Đây, chụp tiếp. Có gì đâu. Bây giờ lắp bạc luôn.